Lực lượng NATO hiện diện trên lãnh thổ Ukraine, Nga tuyên bố sẽ tiêu diệt. Tổng thống Ukraine tái khẳng định không chấp nhận mọi kế hoạch nhượng bộ lãnh thổ cho Nga. Nga điều chỉnh chiến thuật tình báo, Mỹ gửi vũ khí Iran cho Ukraine. Mỹ cảnh báo Trung Quốc nếu Nga thắng Ukraine, Bắc Kinh phản ứng mạnh. Tổng thống Biden, cách tiếp cận của thủ tướng Israel ở Gaza là một sai lầm. Kính chào quý vị, vừa rồi là những nội dung chính trong bản tin về chính trường thế giới được chúng tôi liên tục cập nhật theo thời gian thực. Sau đây là nội dung chi tiết. Theo cổng thông tin Tsagrad, các đơn vị tinh nhuệ của NATO đã đến Ellevob và Kiev sự hiện diện của binh sĩ NATO trên lãnh thổ Ukraine đang được phía Nga theo dõi một cách chặt chẽ. Việc di chuyển lực lượng quân sự này là một phần của sứ mệnh chung ở Ukraine. Việc thành lập nhóm công tác nói trên đã được Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ba Lan Radoslaw Sikorsky công bố trước đó. Ông Sikorsky nhấn mạnh rằng sự hiện diện của một nhóm binh sĩ NATO trên lãnh thổ Ukraine không hàm ý sự tham gia trực tiếp của liên minh quân sự này vào cuộc xung đột với Nga. Bước đi nói trên của các quốc gia thành viên NATO được mô tả là nỗ lực ngăn chặn thảm họa trong khu vực diễn ra giao tranh. Các nhà hoạch định chính sách phương Tây nhất trí rằng cần phải có một quyết định quan trọng về việc gửi các nhóm tinh nhuệ quy mô nhỏ tới Ukraine cùng với các nhân viên hỗ trợ. Theo tờ Moskowski Kosomoles, MK.RU, trước mắt, các đội quân của NATO sẽ đóng quân cách xa tiền tuyến. Chiến thuật này giúp giải phóng các binh sĩ Ukraine, tạo điều kiện cho họ tới bảo vệ các thành phố chiến lược quan trọng. Nhiệm vụ chính của họ sẽ là bảo trì và sửa chữa thiết bị quân sự không trực tiếp tham gia chiến đấu. Đồng thời, theo ấn phẩm Unheard, không loại trừ khả năng binh sĩ NATO sẽ đồn trú lâu dài ở biên giới Ukraine, giáp Belarus, hoặc tại cảng Odessa và nhóm công tác nói trên đang thực hiện vai trò dò đường. Trong bối cảnh đó, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, ông Dmitry Medvedev bày tỏ quan điểm rằng bất kỳ sự can thiệp nào của binh sĩ NATO vào cuộc xung đột trên lãnh thổ Ukraine sẽ khiến họ trở thành một phía tham gia đầy đủ vào cuộc đối đầu vũ trang với Liên bang Nga. Ông Medvedev cũng nêu rõ sự cần thiết phải cung cấp cảnh báo sâu sắc cho mỗi thành viên NATO tham gia xung đột bên phía Ukraine, cho họ thấy cái giá phải trả nếu can dự vào cuộc xung đột. Theo đánh giá, Elavov nằm ngay ngưỡng cửa của NATO. Vì vậy nếu xung đột diễn ra ở đây, nó có thể gây ra hậu quả mang tầm quốc tế. Chuyên gia Ilya Goloknev của Nga nhận định, động thái này của phương Tây củng cố cho một thực tế, NATO đang xung đột trực tiếp với Nga và các chính trị gia Nga chắc chắn sẽ không nhắm mắt làm ngơ trước điều này. Ông Golovnev cho rằng việc NATO triển khai đội hình tinh nhuệ tại Ukraine là nhằm hỗ trợ quân đội của Kiev trong cuộc xung đột chống Nga. Như vậy không khác nào họ, tức lực lượng NATO, đã trở thành một bộ phận của lực lượng vũ trang chính quy Ukraine tham gia phòng thủ. Tosagrad cũng cho biết, trước động thái của NATO, quân đội Nga đã nhận được mệnh lệnh. Các nhóm lực lượng NATO chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu của lực lượng vũ trang Nga tại Ukraine. Trong khi đó, Thượng nghị sĩ Nga Vladimir Zabarov trước đó đã cảnh báo sự hiện diện của binh sĩ và chuyên gia nato tại ukraine sẽ kết thúc rất nhanh chóng ngay sau cuộc tấn công đáng kể đầu tiên của lực lượng vũ trang nga theo ông dabarov quyết định thành lập phái bộ nato là hình thức hợp pháp hóa sự hiện diện của quân đội nato trên lãnh thổ ukraine tạo điều kiện cho các nước liên minh trực tiếp tham gia vào xung đột vũ trang với nga do đó toàn bộ phái đoàn nato gồm binh sĩ huấn luyện viên và chuyên gia đều nghiễm nhiên trở thành mục tiêu quân sự hợp pháp của quân đội nga lời khuyên dành cho quân đội ukraine những người đang chiến đấu tốt hơn cả quân đội NATO nhờ kinh nghiệm chiến đấu sẽ không giúp ích được gì cho Kiev. Trong khi đó, các chuyên gia NATO muốn tới Ukraine và lên kế hoạch cho những hành động chống lại Nga chắc chắn sẽ bị loại bỏ. Cũng theo Thượng nghị sĩ Nga, chính thức đưa lực lượng quân sự NATO vào khu vực giao tranh của Nga đồng nghĩa với việc châm ngòi Thế chiến 3. Ông cảnh báo sẽ không còn chính sách nào của chúng tôi nhằm bảo toàn mạng sống của con người trong thời kỳ xung đột nữa. Lực lượng NATO sẽ bị hủy diệt một cách rõ ràng những phía muốn đưa lực lượng tới Ukraine cần hiểu rõ điều này. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vừa tái khẳng định rằng ông sẽ không chấp nhận bất kỳ kế hoạch nào mà trong đó đất nước ông phải nhượng lại lãnh thổ cho Nga để chấm dứt xung đột. Bác bỏ ý tưởng được cho là được cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump ủng hộ. Ông Zelensky nói trong một cuộc phỏng vấn với tập đoàn truyền thông Axel Springer, công ty mẹ của Politico rằng nếu thỏa thuận chỉ là chúng tôi từ bỏ lãnh thổ của mình và đó là ý tưởng đằng sau nó thì đó là một ý tưởng rất thô sơ. Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết, tôi nghĩ nếu ông ấy thực sự có một công thức và cách tiếp cận để kết thúc xung đột một cách nhanh chóng, thì tôi cần những lý lẽ thật mạnh mẽ. Tôi cần một ý tưởng thực tế bởi vì mạng sống của người dân đang bị đe dọa. Ông Zelensky từ lâu đã bác bỏ ý tưởng nhượng bộ lãnh thổ để chấm dứt cuộc xung đột với Nga. Tổng thống Ukraine một lần nữa phản đối điều trên sau khi tờ Washington Post đưa tin rằng ông Trump âm thầm ủng hộ một thỏa thuận, trong đó yêu cầu Kiev trao quyền kiểm soát Crimea và khu vực Donbass cho Moscow. Tổng thống Ukraine Zelensky đã tuyên bố đích thân mời ông Trump đến Ukraine qua con đường trung gian để trực tiếp thị sát tình hình chiến sự tại đây. Politico dẫn thông tin từ ông Zelensky cho biết, cựu Tổng thống Mỹ đã bày tỏ quan tâm đến lời mời chính thức này, nhưng vẫn chưa định thời gian chính xác cho chuyến thăm. Theo Tổng thống Ukraine, bất kỳ đề xuất nào về việc nhận đất cho Tổng thống Nga Putin để đổi lấy hòa bình, cũng chỉ càng khiến Nga tiếp tục đẩy mạnh kế hoạch quân sự của mình ở Ukraine. Một thỏa thuận hòa bình theo ông Zelensky phải bao gồm việc không cho phép Nga triển khai được kế hoạch của ông Putin. Đề xuất mời ông Trump đến Ukraine của ông Zelensky diễn ra trong bối cảnh ông Trump từng nhiều lần hoài nghi về nỗ lực của Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Cựu tổng thống Mỹ gần đây còn tuyên bố sẵn sàng ủng hộ Nga tấn công bất kỳ thành viên NATO nào không chịu tăng chi tiêu quốc phòng. Đây được cho là một trong những nỗ lực mới nhất của tổng thống Ukraine Zelensky trong việc thuyết phục ông Trump và phe cộng hòa đẩy nhanh gói cứu trợ trị giá 60 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine vốn đang bị nghẽn lại ở Hạ viện Mỹ. Ông Zelensky cũng thừa nhận các cuộc phản công của Ukraine thời gian qua không thành công như mong đợi do không nhận được viện trợ đúng thời hạn, nhưng cam kết các cuộc tấn công sắp tới nhằm vào Nga sẽ có tiến triển tốt hơn. Tổng thống Ukraine cảnh báo sẽ là sai lầm chết người nếu các đồng minh chọn cách bỏ rơi Kiev. Thưa quý vị, xung đột Nga-Ukraine và những biến động của chính trường thế giới đang ngày càng trở nên phức tạp và căng thẳng nhiều hơn. Mặc dù cả hai bên đều nêu ra điều kiện hòa bình, nhưng đều rất khó khả thi. Trong bản tin hôm nay, mời quý vị đến ngay với phần cập nhật diễn biến nóng xoay quanh cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Kể từ khi nổ ra xung đột Nga-Ukraine, các cơ quan tình báo Nga đã điều chỉnh đáng kể hoạt động nghiệp vụ của họ. Việc các điệp viên và nhà ngoại giao Nga bị trục xuất ở nhiều nước đã tác động tiêu cực lên hoạt động thu thập tình báo của Nga. Trong bối cảnh ấy, các chuyên gia Đức nhận định rằng Nga hiện giờ có thể triển khai các đặc vụ du lịch Đức đã trục xuất tới 40 nhà ngoại giao Nga trong năm 2022 nhằm phản đối kế hoạch quân sự của Nga tại Ukraine. Năm 2023, Đức càng thể hiện rõ hơn nữa quan điểm của mình bằng việc trục xuất thêm 30 nhà ngoại giao Nga, dẫn tới việc đóng cửa các lãnh sự quán của Nga ở Munich, Frankfurt, Hamburg và Leipzig. Điện Kremlin quyết định duy trì đại sứ quán của họ ở Berlin và tổng lãnh sự quán ở Bonn theo tin tức từ truyền thông Đức. Bao gồm WDR, NDR và tờ Suez Zeitung. Các bài báo này gợi ý rằng khoảng 20 điệp viên vẫn sử dụng vỏ bọc nhà ngoại giao ở Đức, một sự giảm đáng kể so với con số khoảng 100 người trước khi nổ ra xung đột tại Ukraine. Theo cổng thông tin Tagesschau, thì cơ quan phản gián Đức ước tính có tới 1 phần 3 số nhân viên ngoại giao Nga chính là nhân viên tình báo thực thụ. Đáp lại việc các nhà ngoại giao của mình bị trục xuất, Nga đã nỗ lực thay thế họ bằng các điệp viên trước đó đóng tại các đại sứ quán ở các nước châu Phi. Vẫn theo cổng Tagesschau, Cơ quan tình báo Hà Lan gần đây cảnh báo rằng phía Nga đang triển khai các nghiệp viên trong vỏ bọc doanh nhân. Ngoài ra, nhân viên tình báo Nga cũng được cho là đang gia tăng hoạt động ở Thổ Nhĩ Kỳ, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Bắc Phi. Cơ sở ngoại giao của Nga tại Bonn, Đức cũng được cho là đóng vai trò trọng yếu trong hoạt động tình báo của Nga. Vì nơi này gần với một cơ sở của Bộ Quốc phòng Đức, nằm ở Hathuê, các chuyên gia tin rằng nơi đây có rất nhiều tổ chức quốc tế mà Moscow quan tâm. Ngoài ra theo họ, từ Hathuê nhân viên tình báo Nga cũng có thể đi tới các nước láng giềng của Đức như Pháp, Hà Lan, Luxembourg hoặc Bỉ. Thành phố Bruxelles, nơi đóng trụ sở nhiều thể chế của Liên minh châu Âu và NATO, là mục tiêu chính của tình báo Nga vì nơi đây rất giàu có thông tin có giá trị. Tuy nhiên, Tagesh cho, cho rằng Bỉ đã trở thành một môi trường đầy thách thức đối với các điệp viên của Nga. Trong khi đó, Bon đóng vai trò địa điểm chiến lược do các đặc vụ đóng tại đó ít khả năng bị giới chức các nước khác phát hiện. Trong một diễn biến liên quan đến xung đột Ukraine, Washington vừa qua nói rằng Bộ Quốc phòng Mỹ đã cung cấp cho Ukraine hàng nghìn vũ khí gốc gác Iran, bị thu giữ khi đang trên hành trình tới nhóm chiến binh Houthi ở Yemen. Gói viện trợ mới này cho Ukraine bao gồm 5.000 khẩu súng AK, súng máy, súng bắn tỉa và súng phóng rocket, cùng với nửa triệu viên đạn. Số vũ khí đạn dược này được phát hiện trên 4 tàu không nhà nước trong khoảng thời gian giữa năm 2021 và 2023. Việc chuyển ra số vũ khí trên vào đầu tháng này là một bước phát triển đáng kể trong bối cảnh gói viện trợ nhiều tỷ đô la Mỹ cho Ukraine vẫn bị kẹt tại Quốc hội Mỹ. Việc viện trợ vũ khí Iran cho Ukraine cho thấy một kịch bản đặc biệt trong xung đột hiện đại. Iran được cho là đã cung cấp cho Nga số lượng đáng kể các UAV cảm tử, UAV tấn công một chiều, dùng một lần, dùng để tấn công các đơn vị và cơ sở hạ tầng Ukraine. Do vậy, lô vũ khí gốc Iran được công bố vừa qua tạo ra khả năng một quân nhân Ukraine có thể sử dụng một khẩu súng máy gốc Iran để bắn hạ chính một UAV do Iran chế tạo một quan chức quốc phòng Mỹ giấu tên cho biết, lô vũ khí gốc Iran cung cấp cho Ukraine đã được kiểm tra kỹ và khẳng định là an toàn, hoạt động tốt. Trở lại đồi Capitol sau kỳ nghỉ lễ phục sinh, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson đã làm việc với các thành viên còn lại của Hạ viện Mỹ với một núi việc, trong đó không có gì ngoài những cơn đau đầu. Không chỉ có một danh sách dài các ưu tiên đang chờ xử lý và gây tranh cãi trong chương trình nghị sự mà ông Johnson phải giải quyết từ việc giám sát nước ngoài không cần bảo đảm đến viện trợ cho Ukraine mà mối đe dọa phải rời khỏi ghế Chủ tịch Hạ viện Mỹ còn đang treo lơ lửng trên đầu ông. Sự bất mãn của hạ nghị sĩ Marjorie Taylor Greene với ông Johnson đã âm ỉ được một thời gian. Nó lên đến đỉnh điểm sau khi Hạ viện Mỹ thông qua dự luật trị giá 1.200 tỷ đô la Mỹ để tài trợ cho hoạt động của chính phủ trong thời gian còn lại của năm tài chính, vì các thành viên Đảng Cộng hòa của ông Johnson phần lớn phản đối thỏa thuận này nên nó được thông qua với sự ủng hộ áp đảo của Đảng Dân Chủ. Bà Green và một số hạ nghị sĩ bảo thủ theo đường lối cứng rắn khác cáo buộc ông Johnson đối nghịch lại với họ và đứng về phía Đảng Dân Chủ, trước khi Quốc hội Mỹ bước vào kỳ nghỉ kéo dài 2 tuần. Vị đại diện đến từ Georgia đã nộp kiến nghị bãi nhiệm, điều này sẽ dẫn tới việc một cuộc bỏ phiếu phải được tổ chức để lật đổ ông Johnson. Nữ hạ nghị sĩ vẫn chưa buộc kiến nghị phải được đưa ra bỏ phiếu ngay lập tức, nhưng nó được coi là lời cảnh báo cho ông Johnson. Vẫn chưa rõ có bao nhiêu thành viên Đảng Cộng Hòa ở Hạ Viện sẽ đồng tình với việc phế chuất chủ tịch. Tuần trước, ông Johnson đã ra tín hiệu về việc tổ chức một cuộc bỏ phiếu đối với gói viện trợ bổ sung cho Ukraine trong bối cảnh bà Green đã đặc biệt cảnh báo ông không nên thực hiện một thỏa thuận khác với Đảng Dân Chủ để đưa gói này qua ải Hạ Viện Mỹ. Nghị sĩ Cộng Hòa bang Nebraska Don Bacon cuối tháng trước đã thừa nhận một phiên bỏ phiếu nhằm phế chuất Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson nhiều khả năng sẽ diễn ra và ông Johnson hoàn toàn có nguy cơ mất chức. Gần 6 tháng sau khi nhậm chức, ông Johnson đang phải đối mặt với kết cục tương tự người tiền nhiệm Kevin McCarthy, người bị mất chức trong cuộc bỏ phiếu gây sốc do phe nổi dậy trong chính đảng Cộng Hòa. Nhiều nghị sĩ Cộng Hòa cảnh báo đảng này có thể phải trả giá nếu phế chuất Chủ tịch Hạ viện. Họ lập luận đảng Dân Chủ sẽ chiếm ưu thế trong năm bầu cử nếu ông Johnson bị mất chức. Nghị sĩ Bacon chỉ trích ý định của một số nghị sĩ muốn lật đổ ông Johnson. Họ muốn phá nát Hạ viện, khiến cho Hạ viện tê liệt. Tôi hy vọng Chủ tịch Hạ viện sẽ thắng thế. Ông ấy đang làm điều đúng đắn. Trong khi đó, Đảng Dân Chủ phát tín hiệu sẵn sàng cứu ông Johnson nếu ông Johnson góp phần thông qua dự luật viện trợ cho Ukraine do chính quyền Tổng thống Biden đề xuất. Báo Washington Post dẫn các nguồn thạo tin cho biết, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tiết lộ ông có thể chấm dứt cuộc xung đột Ukraine bằng cách buộc Kiev phải từ bỏ một số lãnh thổ như bán đảo Crimea hay vùng biên giới Donbass cho Nga. Tổng thống Volodymyr Zelensky đã đáp lại lời tuyên bố của ông Trump rằng nếu thỏa thuận và ý tưởng của ông Trump chỉ đơn giản là nhượng lại lãnh thổ của chúng tôi, thì ý tưởng đó còn rất thô sơ. Tổng thống Ukraine nhấn mạnh ông sẵn sàng lắng nghe cách tiếp cận của ông Trump để nhanh chóng kết thúc xung đột nếu cựu Tổng thống Mỹ thực sự làm được điều đó. Tuy nhiên, theo ông, Ukraine cần những lập luận mạnh mẽ. Tổng thống Zelensky nói thêm, chúng tôi không cần một ý tưởng tuyệt vời mà là một ý tưởng thực tế. Đây là về sinh mạng của con người. Chúng tôi không thể đùa cợt và không thể chấp nhận rủi ro. Tuy nhiên, cố vấn của ông Trump, ông Jason Miller, sau đó đã phủ nhận. Ông Miller cho biết tất cả là tin giả. Cựu tổng thống Trump chỉ nói về việc ngừng tấn công. Ông Zelensky cũng chia sẻ rằng có khả năng ông Trump sẽ thay đổi quan điểm của mình nếu ông nhận lời mời đến thăm Ukraine trong thời gian sắp tới. Ông Zelensky nói, chúng tôi muốn ông Donald Trump đến Ukraine, tận mắt chứng kiến mọi việc và đưa ra kết luận của riêng mình. Trong mọi trường hợp, tôi sẵn sàng gặp ông ấy và thảo luận về vấn đề này. Vấn đề này rất quan trọng đối với chúng tôi. Ông Zelensky cũng cho rằng, Kiev đang dần mất lòng tin với Nga sau những cuộc đàm phán. Ông cho biết, chúng tôi vẫn đang thỏa thuận với ông Putin, nhưng có vẻ như mọi điều ông ấy hứa hẹn đều không xảy ra đồng thời ẩn ý về khả năng tổng thống nga có thể không giữ đúng thỏa thuận chấm dứt chiến tranh dù ukraine chấp nhận nhượng đất bên cạnh đó tổng thống zelensky cho biết ông vẫn lạc quan rằng quốc hội mỹ sẽ thông qua gói viện trợ bổ sung nhưng vẫn chưa rõ chủ tịch quốc hội ma johnson sẽ tiến hành việc đó như thế nào trong bối cảnh nội bộ đang chia rẽ ông trump và nhiều đảng viên đảng cộng hòa là những người đang nỗ lực phản đối quốc hội mỹ tiếp tục viện trợ quân sự cho ukraine để duy trì xung đột với nga bên cạnh đó dù viện trợ đang bị chặn lại nhưng Bộ Ngoại giao Mỹ đã bật đèn xanh cho thương vụ bán cho Ukraine thiết bị trị giá 138 triệu đô la Mỹ để bảo trì và nâng cấp hệ thống phòng không Hawk nhằm giúp chống lại các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa hành trình của Nga. Thông báo của Bộ Trên nêu rõ, Ukraine có nhu cầu cấp thiết phải tăng cường khả năng phòng thủ trước các cuộc tấn công tên lửa cũng như năng lực trên không của các lực lượng Nga. Vào năm 2022, Mỹ bắt đầu vận chuyển tên lửa đánh chặn Hawk tới Ukraine như một bản nâng cấp của hệ thống tên lửa phòng không Stinger, nhỏ hơn và có tầm hoạt động ngắn hơn. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lawrence cũng tuyên bố, Kiev không yêu cầu các nước đưa quân đến tham chiến, mà chỉ cần các phương tiện để duy trì nỗ lực của họ. Ông cho biết thêm, vấn đề của Kiev và kết quả của cuộc xung đột cũng sẽ có tác động toàn cầu đối với an ninh quốc gia của chúng ta. Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Kurt Campbell nhận định, việc Nga giành quyền kiểm soát lãnh thổ ở Ukraine có thể làm thay đổi cán cân quyền lực ở châu Âu. Theo Insider, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vừa qua đã có cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn Asospringer. Tại đây, ông Zelensky đã lý giải nguyên nhân khiến chiến dịch phản công mùa hè 2023 của Ukraine vốn được kỳ vọng rất lớn lại không đạt được thành công như mong đợi. Ông Zelensky nói: "Tôi nghĩ rằng chiến dịch phản công của Ukraine có vấn đề từ trước khi bắt đầu. Phía Nga biết chính xác những nơi chúng tôi sẽ tiến công. Tại sao họ biết điều này?" họ lấy thông tin từ đâu? Có lẽ lịch sử sẽ trả lời những câu hỏi này. Trong một cuộc họp báo vào cuối tháng 2, ông Zelensky từng nói rằng các kế hoạch của Ukraine đã được đặt trên bàn của Điện Kremlin từ trước khi cuộc phản công bắt đầu. Thời điểm đó, Giám đốc Cơ quan Tình báo Ukraine Kirill Budanov cũng nói với CBC News rằng Kiev có bằng chứng cho thấy Nga biết kế hoạch phản công của Ukraine nhưng ông không nêu thông tin chi tiết. Hiện vẫn chưa rõ sự dò gì đó có thể lan rộng đến mức nào và bao gồm những thông tin nào khác bên cạnh việc nga đã biết trước về kế hoạch của ukraine ông zelensky cho rằng một số vấn đề là lỗi của ukraine ông cũng nói rằng quân đội ukraine đã không được trang bị phù hợp trong số các vấn đề dẫn đến cuộc phản công không đạt được tiến triển là ukraine thiếu binh sĩ có kinh nghiệm trong khi nhiều đơn vị đã xa lầy trong trận bakhmut những lý do khác bao gồm việc hệ thống phòng thủ kiên cố của nga và các bãi mìn mà moscow bố trí rộng khắp chiến trường làm cản trở quá trình tiến lên của quân đội Ukraine, khiến Kiev tổn thất nhiều xe tăng và xe thiết giáp hạng nặng do phương Tây cung cấp. Bên cạnh đó, Tổng thống Zelensky cũng phủ nhận việc chiến dịch phản công năm 2023 là một thất bại hoàn toàn, nhưng cũng thừa nhận những hạn chế trong chiến dịch. Ông Zelensky cho biết cuộc phản công không thành công cho lắm, nhưng chúng tôi vẫn đạt được một số mục tiêu. Một trong những điểm sáng của chiến dịch phản công là hạn chế tầm ảnh hưởng của hạm đội biển đen Nga. Dù không sở hữu lực lượng hải quân hàng đầu, nhưng các đợt tập kích bằng xuồng cảm tử của Ukraine đã gây ra nhiều thiệt hại với các chiến hạm của đối thủ. Tổng thống Zelensky nói với Aso Springer rằng Ukraine có kế hoạch cho một cuộc phản công vào năm 2024. Nói về một cuộc phản công thành công trong năm 2024, ông Zelensky cho rằng điều quan trọng là phải tập trung vào các mục tiêu cơ sở hạ tầng, chẳng hạn như cầu và sân bay, cụ thể là cầu Kerch nối bán đảo Crimea với đất liền Nga. Nhà lãnh đạo Ukraine nói thêm, và cuộc phản công này sẽ phải mang lại cho chúng tôi một số kết quả. Trở lại thời điểm cuối tháng 2, ông Zelensky cho biết có rất ít người biết về kế hoạch phản công trong năm 2024. Tổng thống Ukraine nói, càng ít người biết về kế hoạch của quân đội Ukraine thì chiến thắng cho chúng tôi và kết quả bất ngờ dành cho phía Nga sẽ càng đến nhanh hơn. Video do lữ đoàn Azov Ukraine đăng cuối tuần trước về cuộc phục kích lực lượng Nga gần làng Terni ở tỉnh Donetsk có cảnh một chiếc xe tăng T-72B3M bị bỏ lại. Trên nóc chiếc xe chất đầy các thiết bị gây nhiễu ghép nối với nhau thành hệ thống tác chiến điện tử theo kiểu quái vật Frankenstein. Chuyên gia tác chiến điện tử Ukraine Sergei Flash nhận định nó giống thứ gì đó trong bộ phim Mad Max vậy. Hệ thống tác chiến điện tử chỉ hoạt động khi có nguồn điện, song không phải xe tăng nào của Nga cũng có nguồn phụ, đặc biệt là các dòng đời cũ như T72B3M. Điều này đồng nghĩa nếu xe tăng tắt động cơ, thiết bị gây nhiễu cũng sẽ ngừng hoạt động. Tuy nhiên, tổ vận hành chiếc T72B3M đã có giải pháp ứng phó. Flash cho biết họ lắp sẵn máy phát và ắc quy để vận hành tổ hợp này. Trong cuộc phục kích, lực lượng Ukraine đã triển khai hàng loạt thiết bị bay không người lái cỡ nhỏ, drone, FPV tập kích đoàn xe Nga, song gặp nhiều khó khăn trước hệ thống tác chiến điện tử, quái vật Frankenstein của đối phương. Chuyên gia Ukraine viết trên Telegram rằng, dù hoạt động trên nhiều tần số khác nhau, drone FPV của chúng tôi dụng như sung bởi chiếc xe tăng được gắn quái vật tác chiến điện tử này. Dù vậy, nó cũng không thể cứu được chiếc xe. Lực lượng Ukraine không tiết lộ đã sử dụng phương pháp nào để vượt qua hàng rào tác chiến điện tử trên cỗ xe tăng quái vật của Nga. Theo chuyên gia quân sự David Hamblin của Forbes, Kiev có thể đã triển khai một số dòng drone FPV có khả năng kháng nhiễu như loại sử dụng dây cáp để liên lạc với tổ vận hành thay vì tín hiệu vô tuyến không dây hoặc loại có khả năng nhắm mục tiêu tự động mà không cần người điều khiển. Trước đó, tờ Masino Strythel, ấn phẩm chính thức của nhà sản xuất quốc phòng Uran và Gonzarot thuộc tập đoàn Rostec gần đây, đã đăng tải thông tin xe tăng Nga đã được bổ sung thiết bị tác chiến điện tử tiêu chuẩn để chống lại máy bay không người lái UAV của đối phương. Tờ Masino Strythel đưa tin, Tính đến thời điểm hiện tại, một loạt nhiệm vụ sản xuất mới là đổi mới kỹ thuật thiết bị của xe bọc thép, cụ thể là giảm lắp đặt các thiết bị đặc trưng. Thay vào đó, xe bọc thép được trang bị hệ thống tác chiến điện tử để chống lại máy bay không người lái. Ngoài ra, Uran và Gonzarut đã thực hiện đầy đủ kế hoạch mua sắm quốc phòng trong 3 tháng đầu năm nay. Tờ chotel nhấn mạnh, lực lượng lao động của doanh nghiệp tiếp tục làm việc suốt ngày đêm, cung cấp cho quân đội những thiết bị chiến đấu tiên tiến nhất. Uran và Gonzarut thực hiện tất cả các mục tiêu sản xuất một cách nhanh chóng và hiệu quả tối đa. Theo hãng tin TASS, tính đến năm 2023, Uran và là nhà sản xuất xe tăng duy nhất cho lực lượng vũ trang Nga. Uran và đã nâng cấp xe tăng T-72 và T-80 và sản xuất T-90 với một số sửa đổi. Người phát ngôn Hải quân Ukraine Dmitry Plytenchak cho biết một chiếc trực thăng Ka-27 của Nga đã bị bắn rơi ở Crimea tuy nhiên trong bài đăng trên Facebook, người phát ngôn Pletenchak đã không cung cấp thêm thông tin chi tiết, bao gồm cả loại vũ khí được dùng để bắn rơi chiếc trực thăng. Trước đó, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine không đề cập đến việc bắn rơi bất cứ chiếc trực thăng nào. Ka-27 nguyên bản là mẫu máy bay trực thăng chống ngầm được NATO gọi là Helix, Octeon. Công việc thiết kế Ka-27 bắt đầu từ thập niên 1970 và đến năm 1973 nguyên mẫu cất cánh lần đầu tiên. Từ nguyên mẫu, nhiều phiên bản KA-27 đã ra đời, gồm cả máy bay tìm kiếm cứu hộ loại thường và loại có vũ trang như phiên bản xuất khẩu KA-28, máy bay trực thăng vận tải trên biển KA-29 và phiên bản dân sự KA-32. Một phi đội lái KA-27 bao gồm từ 1 đến 2 phi công và từ 2 đến 3 chuyên gia. Máy bay có thể mang được tối đa 5,5 tấn hàng hóa. Giống như nhiều trực thăng ca mốc khác, KA-27 được trang bị hai cánh quạt đồng trục nên không cần cánh quạt đuôi ka 27 có chiều dài 11,3m, chiều cao 5,5m, cùng hai cánh quạt chính có đường kính 15,8m. Tốc độ tối đa có thể đạt được là 270 km h và tầm hoạt động là 980 km. Vũ khí tấn công tàu ngầm chính của KA-27 gồm ngư lôi hoặc phao thủy âm. Phiên bản KA-29 còn có thêm súng máy GSHG-7,62 gắn phía trước với 1.800 viên đạn, một pháo 2A42 30mm, với 250 viên đạn, thêm 4 mấu cứng để treo bom, ống phóng đạn phản lực hoặc đạn tự hành. Trong một diễn biến khác, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Kateryna Chernohorenko cho biết nước này đang phát triển drone tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo để tự động lao vào mục tiêu. Quan chức này cho biết mẫu thiết bị bay không người lái, drone mới của nước này dựa trên công nghệ điều hướng khớp ảnh. Nó sử dụng hệ thống dẫn đường thông qua nhận diện hình ảnh, cho phép nó có thể tự động săn tìm và tập kích mục tiêu. Theo quan chức Ukraine, tổ lái sẽ phóng và điều khiển chiếc drone một cách bình thường cho đến khi nó đến gần mục tiêu trong phạm vi bán kính hơn 1 km. Khi đó, công nghệ trí tuệ nhân tạo AI trên hệ thống dẫn đường sẽ chiếm quyền vận hành và tự động lái chiếc drone lao vào mục tiêu. Nhờ công nghệ này, drone cảm tử của Ukraine sẽ khó bị tác chiến điện tử của Nga đánh chặn hơn, cũng như có thể được triển khai từ xa tiền tuyến hơn. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết dự án phát triển mẫu drone này đang được Ukraine tiến hành dưới hình thức liên doanh với các thành viên trong liên minh drone do Anh, Latvia dẫn đầu và đã nhận được hơn 250 triệu đô la Mỹ hỗ trợ tài chính từ nhóm. Ukraine gần đây đẩy mạnh đầu tư vào lĩnh vực drone và đã đạt được nhiều tiến bộ về công nghệ. Vừa qua, Bộ Quốc phòng Nga đã thông tin về việc quân đội nước này tiến hành một cuộc tấn công có độ chính xác cao nhằm vào cơ sở sản xuất và lưu trữ máy bay không người lái UAV của Ukraine ở thành phố Zaporizhia. Theo RT, Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm, cuộc tấn công được thực hiện bởi hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander M. Đoạn video do quân đội Nga công bố cho thấy tên lửa xuyên qua mái nhà kho trước khi phá hủy tòa nhà. Cuộc tấn công này cũng là hành động phản ứng trước những nỗ lực của chính quyền Kiev nhằm gây thiệt hại cho ngành dầu khí và các cơ sở năng lượng của Nga. Nó là một phần trong một loạt các cuộc tấn công rộng hơn nhằm vào khu phức hợp công nghiệp quân sự, các xưởng sản xuất vũ khí và máy bay không người lái của Ukraine, cũng như các cơ sở năng lượng liên quan đến các mục tiêu như vậy. Iskander M là tên lửa đạn đạo tầm ngắn cơ động SRBM với tầm bắn tối thiểu 50 km và tầm bắn tối đa lên tới 500 km. Khi được trang bị đầu dẫn quang, hệ thống có xác suất sai số vòng tròn CEP chỉ từ 5 đến 7 mét. Iskander M có thể được trang bị cả đạn có cánh và đạn đạo. Trọng lượng của đầu đạn dao động từ 350 đến 500 kg, nhưng nó tạo ra một vụ nổ có thể phá hủy rất nhiều tài sản, từ sở chỉ huy, nhà máy cho đến kho thiết bị quân sự của đối phương. Tất cả phụ thuộc vào loại đầu đạn Iskander được trang bị. Một ưu điểm khác của hệ thống Iskander M là kíp chiến đấu chỉ gồm 3 người có thể phóng và nhắm bắn chính xác vào mục tiêu, đồng thời bảo trì chúng và nạp lại năng lượng. Ngoài ra, tên lửa Iskander-M có thể bay theo đường cong đạn đạo, sau đó thay đổi hướng bay sang phải, trái, lên, xuống, tức là rời khỏi đường cong đạn đạo với tốc độ siêu thanh và bắn trúng mục tiêu được chỉ định. Ngoài ra, tên lửa có thể được cung cấp hình ảnh của mục tiêu. Trong những tháng gần đây, Ukraine đã dần tăng cường nỗ lực tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái cảm tử tầm xa nhằm vào các cơ sở hạ tầng quan trọng của Nga, đặc biệt là các nhà máy lọc dầu và các khu công nghiệp. Các cuộc tấn công tăng vọt vào giữa tháng 3 khi lực lượng Ukraine cố gắng xâm nhập biên giới vào khu vực Belgorod và Kursk của Nga. Tạp chí Foreign Policy dẫn lời một quan chức thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO giấu tên cho biết, hơn 2 phần 3 số xe tăng Nga mà quân đội Ukraine phá hủy trong những tháng gần đây là do máy bay không người lái FPV thực hiện. Theo ấn phẩm này, nguồn đạn dược khan hiếm buộc quân đội Ukraine phải phụ thuộc vào máy bay không người lái UAV, FPV để thực hiện các cuộc tấn công chống lại lực lượng Nga. Người điều khiển những chiếc UAV này có thể theo dõi các cuộc tấn công cảm tử nhằm vào các phương tiện của Nga thông qua nguồn cấp dữ liệu video. Theo Army Recognition, mới đây, Bộ Quốc phòng Ukraine đã đăng tải đoạn video ghi lại cảnh quân đội nước này bắn cháy một xe tăng T-90S của Nga. Cuộc tập kích xảy ra ở vùng Donetsk do các thành viên của lữ đoàn số 33 thực hiện thời gian cụ thể không được tiết lộ. Trong đoạn video, UAV của Ukraine đã thả liên tục nhiều quả lựu đạn về phía xe tăng của Nga. Ngoài lần tấn công đầu tiên không chính xác, loạt lựu đạn sau đó đã khiến chiếc T-90S phát nổ và bốc cháy dữ dội. Ở phần cuối của video, có thể thấy rõ xe tăng này đã cháy rụi hoàn toàn. Truyền thông Ukraine cho biết, Nga đã tổn thất 7 xe tăng T-90S kể từ khi cuộc xung đột nổ ra. Thực tế, T-90S là phiên bản xuất khẩu của xe tăng T-90 nhưng Moscow vẫn phải huy động chúng để bù đắp cho số xe tăng tổn hại vì kế hoạch quân sự ở Ukraine. Về khả năng phòng thủ, T-90S được trang bị giáp phản ứng nổ RA thế hệ 2, con tắc 5, nhưng khách hàng có thể yêu cầu thay thế bằng loại RA thế hệ 3, Relic, nếu cần thiết. Đặc biệt, xe tăng của Nga còn có cả hệ thống phòng thủ thụ động Stora-1 và chủ động Arena được thiết kế để chống lại các loại tên lửa chống tăng thông thường. Theo Foreign Policy, trong bối cảnh viện trợ quân sự bị đình trệ ở Quốc hội Mỹ. Quân đội Ukraine phần lớn đã chuyển sang sử dụng máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất, FPV, để thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào xe tăng Nga. Theo các chuyên gia, Nga vẫn phải tìm cách bảo vệ xe tăng bằng cách ngụy trang và trang bị thiết bị gây nhiễu để đề phòng máy bay không người lái của Ukraine. Nga đang cạn kiệt xe bọc thép và xe tăng. Nếu Ukraine tiếp tục tấn công với tốc độ hiện tại và Nga tiếp tục gửi thêm xe tăng để thay thế những chiếc đã bị phá hủy, Moscow có thể mất lợi thế về số lượng xe tăng. Điều này có thể khiến Nga gặp khó khăn hơn khi thực hiện các hoạt động tấn công trong tương lai. Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock vừa qua cho biết Kiev đang rất cần thêm hệ thống phòng không Patriot nhưng Berlin không còn để cung cấp. Cụ thể, sau cuộc gặp với người đồng cấp Moldova Mihai Popsoy ở Berlin, Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock nói với các phóng viên rằng thật không may nguồn dự trữ, đặc biệt là hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot của chúng tôi hiện đã cạn kiệt. Vì vậy, tôi đã nói rõ tại cuộc họp của các bộ trưởng ngoại giao NATO rằng chúng ta cần kiểm tra tính khả dụng của tất cả các hệ thống Patriot ở châu Âu và trên toàn cầu. Đồng thời chúng ta sẽ nỗ lực hết sức để có được những hệ thống này cho Ukraine. Trước đó, Đức đã chính thức gửi cho Ukraine hai khẩu đội hệ thống Patriot do Mỹ sản xuất. Cuối tháng 3 năm 2024, chính phủ Đức cho biết họ đang chuẩn bị bổ sung các hệ thống để giao nhưng không nêu rõ số lượng. Theo bà Baerbock, Berlin đang hợp tác với Kiev và các nước châu Âu khác để mua hệ thống Patriot từ nhiều nơi và chuyển chúng đến Ukraine, đồng thời lưu ý rằng một quỹ đặc biệt có thể được thành lập cho mục đích đó. Quan chức ngoại giao hàng đầu của Đức nói thêm rằng ý tưởng về việc thành lập quỹ này sẽ được bàn đến tại cuộc họp sắp tới của các bộ trưởng ngoại giao G7 ở Ý. Hồi tháng 10 năm 2023, nhóm binh sĩ Ukraine thứ hai đã tới Đức để huấn luyện vận hành hệ thống phòng không Patriot. Chương trình huấn luyện bắt đầu sau khi chính phủ Đức công bố cung cấp gói viện trợ quân sự quy mô lớn mới cho Ukraine. Ukraine đã nhận được tổ hợp Patriot đầu tiên từ Đức vào tháng 4 năm 2023. Việc bàn giao hệ thống phòng không diễn ra ngay sau khi hoàn thành khóa đào tạo cho những người vận hành khi họ làm chủ hệ thống này vào đầu tháng 2. Các cuộc tấn công tên lửa dồn dập của Nga trong thời gian gần đây đã gây thiệt hại lớn cho Ukraine, nhưng phía sau đó còn ẩn chứa một mục tiêu cụ thể hơn, đó là bào mòn hệ thống Patriot. Business Insider dẫn nhận định của một số chuyên gia cho biết, ngoài việc cố gắng phá hủy các mục tiêu trong cuộc tấn công nga có thể đang khiến ukraine phải sử dụng cạn kiệt kho đạn dược quý giá cho hệ thống phòng không patriot mà phương tây cung cấp cho nước này nếu không có sự bảo vệ của hệ thống patriot nga có thể khiến ukraine chịu tổn thất nặng nề hơn mà không lo ngại các cuộc tấn công bị thất bại thời điểm này đặc biệt thích hợp vì quốc hội mỹ đang chỉ hoãn phê chuẩn gói viện trợ bổ sung cho ukraine vốn có thể hạn chế khả năng của kiev trong việc tiếp nhận thêm nhiều tổ hợp patriot Tiến sĩ Jed Maclin, chuyên gia tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, cho rằng mục tiêu làm cạn kiệt kho dự trữ tổ hợp Patriot và các loại tên lửa khác rõ ràng là một phần chiến lược của Nga. Bà Jed Maclin lưu ý, Patriot là trọng tâm chính đối với Nga. Ngoài ra, còn có những yếu tố khác thúc đẩy quyết định của họ. Ukraine đã tiếp nhận 5 khẩu đội Patriot từ Mỹ, Đức và Hà Lan. Các tổ hợp này có thể theo dõi 100 mục tiêu từ khoảng cách gần 1.000 km và được cho là đã đánh chặn thành công nhiều tên lửa của Nga. Chuyển sang những vấn đề nóng đang diễn ra trên thế giới, chúng tôi xin được tiếp tục gửi đến quý vị những cập nhật mới nhất sau đây. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ Kurt Campbell cảnh báo Mỹ sẽ buộc Trung Quốc phải chịu trách nhiệm nếu Nga giành chiến thắng ở Ukraine. Theo hãng tin AFP, Lời cảnh báo của ông Kurt Campbell được đưa ra sau khi Bắc Kinh tuyên bố gia hạn các cam kết hợp tác chung giữa Nga và Trung Quốc trong chuyến thăm Trung Quốc của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov vừa qua. Thứ trưởng Campbell, người vô cùng tâm huyết trong việc điều chỉnh các chính sách của Mỹ đối với châu Á, nói rằng việc duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực châu Âu là sứ mệnh quan trọng nhất trong lịch sử Mỹ. Ông Campbell cảnh báo việc Moscow giành được quyền kiểm soát khu vực xung đột ở Ukraine có thể dẫn đến thay đổi cán cân quyền lực ở châu Âu theo chiều hướng mà họ không thể chấp nhận được. Lời cảnh báo của Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ được đưa ra trong bối cảnh Moscow tiếp tục tăng cường tấn công Ukraine. Ông Campbell nói thêm, chúng tôi đã trực tiếp trao đổi vấn đề này với Trung Quốc, và nếu điều này tiếp diễn, nó sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ Mỹ-Trung. Chúng tôi sẽ không ngồi yên và nói rằng mọi thứ đều đang ổn. Đáp trả bình luận của Thứ trưởng Campbell, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nhấn mạnh, Bắc Kinh và Moscow hoàn toàn có quyền tham gia hợp tác kinh tế và thương mại bình thường. Trước đó, Washington đã nhiều lần đe dọa trừng phạt Trung Quốc nếu Bắc Kinh hỗ trợ Nga trong xung đột ở Ukraine. Trước đó, Ngoại trưởng Nga đến Trung Quốc nhằm mở đường cho chuyến công du của Tổng thống Putin. Các chuyên gia được tờ Vedomosti của Nga phỏng vấn gần đây cho biết, một trong những mục tiêu của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov trong chuyến thăm Trung Quốc là chuẩn bị cho chuyến công du nước này của Tổng thống Vladimir Putin Chương trình nghị sự của chuyến thăm cũng liên quan đến các vấn đề hợp tác song phương và an ninh quốc tế, trong đó có cuộc xung đột ở Ukraine và tình hình ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Trung Quốc và Châu Á đương đại thuộc Viện Hàn Lâm khoa học Nga Anna Lesyutia chỉ ra rằng quan hệ Nga-Trung vẫn tốt đẹp hơn bao giờ hết. Trong năm qua, hai bên đã điều chỉnh cách thức kinh doanh trong bối cảnh các lệnh trừng phạt từ phương Tây đối với Moscow. Bên cạnh đó, hai nước đang cố gắng vượt qua bối cảnh chính trị khó khăn khi tìm cách thúc đẩy quan hệ kinh tế. Theo ông Sergei Lukonin, chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực kinh tế và chính trị Trung Quốc tại Viện Kinh tế Thế giới và Quan hệ Quốc tế của Viện Hàn lâm Khoa học Nga cho biết, khó khăn trong thanh toán do mối đe dọa trừng phạt thứ cấp từ Mỹ đối với ngành tài chính Trung Quốc vẫn là vấn đề chính. Trung Quốc không muốn làm phức tạp thêm mối quan hệ với EU và Mỹ. Về vấn đề này, chuyên gia Lexiutina cho rằng, dù yếu tố Mỹ có ảnh hưởng đến quan hệ Nga-Trung, nhưng không phải là vấn đề mang tính quyết định. Hai nước đang nỗ lực xây dựng mối quan hệ chặt chẽ hơn, chủ yếu dựa trên mức độ tin cậy lẫn nhau cao đã đạt được trong những năm qua. Nhà nghiên cứu Lexiutina nhấn mạnh, đó là sự tôn trọng lợi ích cốt lõi của nhau. Bộ trưởng Nội vụ Pháp Jérôme Demeneur ngày 10 tháng 4 thông báo sẽ phong tỏa các khu vực rộng lớn ở trung tâm thủ đô Paris đối với hầu hết người dân một tuần trước khi khai mạc Olympic mùa hè 2024. Theo kế hoạch, trong tuần trước lễ khai mạc, Cảnh sát sẽ thiết lập một khu vực chống khủng bố rộng lớn trải dài dọc theo sông Seine, nơi các vận động viên sẽ di chuyển bằng thuyền trong lễ khai mạc vào ngày 26 tháng 7. Khoảng 20.000 hộ gia đình trong khu vực nêu trên sẽ phải đăng ký mã QR với cơ quan chức năng để được cấp quyền ra vào. Quy định này cũng được áp dụng với những người tới đây để làm việc và khách du lịch đặt phòng khách sạn hoặc thuê căn hộ. Hệ thống tàu điện ngầm tại Paris vẫn hoạt động, ngoại trừ khoảng 15 ga trong khu vực chống khủng bố. Khu vực này sẽ được thu hẹp lại sau lễ khai mạc Olympic Paris. Sẽ có tổng cộng 326.000 vé xem lễ khai mạc Olympic Paris 2024 được bán hoặc tặng miễn phí. Khán giả sẽ được chia thành hai nhóm, trong đó 104.000 khán giả trả tiền mua vé sẽ được bố trí ở gần bờ sông Sên, sân khấu chính của lễ khai mạc hơn so với nhóm 222.000 người được nhận vé miễn phí. Ngoài ra, khoảng 200.000 người sẽ theo dõi lễ diễu hành dọc sông Sên từ ban công các tòa nhà gần khu vực này. Trong khi 50.000 người sẽ có mặt tại các fan zone, khu vực dành cho người hâm mộ ở thủ đô Paris. Theo Bộ Nội vụ Pháp, lực lượng an ninh nước này đang sàng lọc hồ sơ của khoảng 1 triệu người trước thềm Olympic Paris 2024, bao gồm cả các vận động viên và những người sống gần cơ sở hạ tầng quan trọng của Olympic Paris 2024. Trước đó, Bộ trưởng Nội vụ Pháp, Jean Dermener thông báo, khoảng 800 người đã bị loại khỏi lực lượng phục vụ Olympic Paris năm 2024 do những lo ngại về an ninh. Trong danh sách này có 15 đối tượng được coi là mối đe dọa nghiêm trọng nhất đối với an ninh quốc gia. Olympic Paris 2024 diễn ra từ ngày 26 tháng 7 đến ngày 11 tháng 8 tới, sau đó là Paralympic từ ngày 28 tháng 8 đến ngày 8 tháng 9 tới đây. Nước Pháp được đặt trong tình trạng cảnh báo cao nhất về nguy cơ tấn công từ tháng 10 năm 2023, sau khi đối tượng tình nghi là tín đồ hồi giáo xông vào một trường học ở miền Bắc nước này và sát hại một giáo viên Pháp liên tục là mục tiêu của các phần tử Hồi giáo cực đoan trong thập kỷ qua, đặc biệt là tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo IS tự xưng. Trong khi cuộc xung đột tại giải Gaza hiện nay cũng đang làm trầm trọng thêm những căng thẳng trong nước. Trước đó, phiến quân nhà nước Hồi giáo IS tự xưng đã từng đăng thông điệp dọa tấn công các sân vận động diễn ra vòng tứ kết Champions League. Chính phủ Pháp, Anh và Tây Ban Nha đã nhận được cảnh báo, khẳng định tình hình đang trong tầm kiểm soát trong đó bốn sân vận động tổ chức vòng tứ kết là Emirates ở Anh, Parc de Prince ở Pháp, Metropolitano và Santiago Bernabeu ở Tây Ban Nha. Vừa qua, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump và Ngoại trưởng Anh David Cameron đã gặp nhau ở dinh thự mar lago Florida, thảo luận về nhiều vấn đề quốc tế nóng. Đội ngũ của ứng cử viên Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo hai bên cũng thảo luận về sự cần thiết trong việc đáp ứng các yêu cầu chi tiêu quốc phòng của các nước thành viên tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Reuters dẫn thông báo cho hay, cựu Tổng thống Trump và Ngoại trưởng Cameron cũng thảo luận về các cuộc bầu cử sắp tới ở Mỹ và Anh. Các vấn đề chính sách cụ thể liên quan tới việc Anh rời Liên minh châu Âu EU, còn gọi là Brexit, cũng như chấm dứt xung đột ở Ukraine. Ông Cameron là quan chức cấp cao đầu tiên của chính phủ Anh gặp ông Trump kể từ khi cựu lãnh đạo Mỹ rời Nhà Trắng năm 2021 với mục đích thuyết phục ông trump ủng hộ việc viện trợ quân sự bổ sung của washington cho kiev chuyến thăm đã chứng thực ảnh hưởng của cựu tổng thống mỹ đối với phe cực hữu của đảng cộng hòa tại hạ viện cuộc gặp này cũng mở đầu chuyến công du mỹ của ngoại trưởng anh cameron trong chuyến thăm ông sẽ gặp người đồng cấp nước chủ nhà antony blinken tại washington và hối thúc các nhà lập pháp tại quốc hội quốc gia này thông qua một gói viện trợ cho ukraine ở diễn biến khác theo politico và new york times Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết trong một cuộc phỏng vấn ngày 9 tháng 4 rằng, thông qua trung gian, ông đã tìm cách thúc giục ông Donald Trump tới quốc gia Đông Âu, đồng thời bày tỏ sẵn sàng lắng nghe những đề xuất của cựu lãnh đạo Mỹ về xung đột. Theo lời Tổng thống Ukraine, ông Trump đã bày tỏ mong muốn nhận lời mời nhưng chưa cam kết thực hiện chuyến đi. Trước đó, theo tờ The Washington Post, gần đây dẫn một số nguồn tin tiết lộ kế hoạch bí mật của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump để kết thúc xung đột Nga-Ukraine. Theo The Washington Post dẫn lời những người biết về kế hoạch này, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói rằng ông có thể chấm dứt xung đột Nga-Ukraine bằng cách gây áp lực buộc Ukraine từ bỏ một số lãnh thổ. Theo những người đã thảo luận về vấn đề này với ông Trump hoặc các cố vấn của ông, đề xuất của cựu Tổng thống Trump bao gồm việc thúc đẩy Ukraine nhượng bộ bán đảo Crimea và vùng biên giới Donbass cho Nga. Cách tiếp cận như trên của ông Trump chưa từng được đưa tin trước đây, nếu thành sự thật có thể đảo ngược đáng kể chính sách của Tổng thống Mỹ Joe Biden vốn nhấn mạnh đến việc hạn chế sự thách thức của Nga và cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine. Tuy nhiên, ông Jason Mueller, cố vấn của cựu Tổng thống Donald Trump, nói tất cả chỉ là tin giả từ Washington Post, họ đang dựng chuyện. Vị cố vấn này nhấn mạnh rằng ông Trump sẽ không ấn định một kế hoạch hòa bình Ukraine cho đến khi ông có thể tái đắc cử, nhậm chức và cân nhắc tất cả các phương án quan hệ giữa Mỹ và Nga vốn đã xấu lại trở nên căng thẳng sau khi Nga mở rộng hoạt động quân sự tại Ukraine. Việc này khiến Mỹ và nhiều đồng minh áp đặt hàng loạt lệnh trừng phạt chống lại nền kinh tế Nga. Gần đây, đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho biết trong thông báo đăng trên kênh Telegram rằng rõ ràng phe diều hâu ở Washington không muốn chấm dứt xung đột mà muốn đất nước chúng tôi kiệt quệ ngay cả khi phải trả giá bằng sinh mạng của hàng trăm nghìn người Ukraine hay thậm chí muốn Liên bang Nga biến mất khỏi bản đồ địa chính trị thế giới. Theo đại sứ Antonov, sự mệt mỏi vì gánh nặng tài chính dành cho Ukraine đang gia tăng ở các nước phương Tây. Ông Antonov nhận xét, sự mệt mỏi của người dân Mỹ trước gánh nặng tài chính cho Kiev là rõ ràng. Họ phải làm việc và trả thuế, nhưng số tiền này lại dùng để hỗ trợ quân sự cho một quốc gia ở Đông Âu. Đây là điều khó hiểu bởi Mỹ còn hàng loạt vấn đề kinh tế và xã hội cấp bách cần giải quyết. Cũng trong bình luận của mình, ông Antonov cáo buộc Washington phớt lờ lợi ích của Moscow khi ủng hộ và vận động cho Ukraine gia nhập NATO. Ông Antonov nói thêm, về cơ bản, việc Ukraine gia nhập NATO là không thể chấp nhận được trong bất kỳ trường hợp nào. Đây là mối đe dọa với an ninh quốc gia Nga. Những chính trị gia Mỹ đã phớt lờ lợi ích cơ bản của Moscow và hy vọng hão huyền rằng Nga sẽ chấp nhận việc Ukraine gia nhập một khối đối đầu với chúng tôi. Được biết, NATO lần đầu nói về triển vọng kết nạp Ukraine vào năm 2008. Sau đó từ năm 2014, Ukraine tăng cường quan hệ với NATO, coi việc gia nhập liên minh quân sự phương Tây là mục tiêu chiến lược. Động thái này khiến quan hệ giữa Ukraine và Nga ngày càng căng thẳng và đạt đỉnh điểm. Trong khi trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin từng nói rằng Moscow sẵn sàng khôi phục mối quan hệ chính thức với Mỹ nếu Washington bắt đầu tôn trọng các nước khác và tìm kiếm sự thỏa hiệp thay vì giải quyết vấn đề của họ bằng các biện pháp trừng phạt và sức mạnh quân sự. Ngoài ra, quan hệ giữa Mỹ và Nga trở nên căng thẳng khi Nga và Trung Quốc hồi tháng 2 cùng cáo buộc Mỹ đã làm trầm trọng thêm căng thẳng tại Trung Đông. Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc, Vasily Nebenzia nói trong cuộc họp của Hội đồng Bảo an do Nga yêu cầu, rõ ràng là các cuộc không kích của Mỹ có mục đích cụ thể và chủ ý khơi dậy xung đột. Ông Nebenzia nói thêm, "Chúng tôi nhận thấy trong các nỗ lực khoe sức mạnh này, trước hết là ham muốn tác động đến bối cảnh chính trị trong nước ở Mỹ, một ham muốn bằng cách nào đó nhằm sửa chữa hình ảnh thảm họa." của chính quyền Mỹ hiện tại trên trường quốc tế khi chiến dịch bầu cử Tổng thống đang nóng lên. Vừa qua, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho rằng việc Ukraine gia nhập tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO sẽ gây ra mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của Nga và về cơ bản là không thể chấp nhận được trong bất kỳ trường hợp nào. Đồng thời, ông chỉ trích những chính trị gia không biết gì về lợi ích cơ bản của Moscow với mong đợi rằng Moscow sẽ chấp nhận việc Kiev gia nhập một khối đối đầu với Nga. Ông Antonov còn cáo buộc Washington phớt lờ các lợi ích cốt lõi của Moscow và sự phản đối rõ ràng của Nga đối với khả năng Ukraine gia nhập khối quân sự này. Phát ngôn của ông Antonov được đưa ra sau khi phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller tuyên bố rằng Kiev có thể trở thành thành viên NATO sau khi xung đột Nga-Ukraine kết thúc. Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cũng khẳng định tại cuộc họp Ngoại trưởng NATO rằng Ukraine chắc chắn sẽ được kết nạp vào liên minh. Ông cho biết thêm, Hội nghị thượng đỉnh NATO vào tháng 7 tới sẽ giúp xây cầu, mở đường để Ukraine tiến tới mục tiêu đó. Hồi tháng 11 năm ngoái, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho hay, Nga không chấp nhận tư cách thành viên của Ukraine tại Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Theo bà Maria Zakharova, việc Ukraine gia nhập Liên minh quân sự NATO là không thể chấp nhận được đối với Nga dù là một phần hay dưới bất kỳ hình thức nào khác. Từ trước đến nay, Nga vẫn luôn phản đối việc Ukraine gia nhập NATO vì cho rằng điều này sẽ gây nguy hại cho an ninh của Nga. Tổng thống Nga Vladimir Putin thậm chí còn tuyên bố việc Ukraine gia nhập NATO là lằn danh đỏ đối với Nga. Vào tháng 9 năm 2022, Ukraine đã nộp đơn xin gia nhập NATO. Tại hội nghị thượng đỉnh của Liên minh ở Vilnius vào tháng 7 năm 2023, các nước thành viên đảm bảo sẽ chấp thuận Ukraine gia nhập khối khi nước này đáp ứng được các điều kiện cần thiết hội nghị ở Bruxelles không đưa ra mốc thời gian cho lộ trình gia nhập khối của Kiev. Hiện tại, NATO bao gồm 32 quốc gia, bao gồm hầu hết các nước châu Âu, Canada, Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ. Bosnia và Herzegovina đang khởi động đàm phán kết nạp thành viên mới. Để gia nhập NATO, mỗi quốc gia phải đáp ứng các điều kiện của kế hoạch riêng, không có tranh chấp lãnh thổ và điều chỉnh lực lượng vũ trang phù hợp với tiêu chuẩn của liên minh. Hãng tin Reuters dẫn ba nguồn tin tiết lộ, Nga đã yêu cầu đồng minh Kazakhstan sẵn sàng cung cấp 100.000 tấn xăng dầu trong bối cảnh nước này có nguy cơ đối mặt với tình trạng thiếu hụt năng lượng trầm trọng do các cuộc tấn công của máy bay không người lái Ukraine vào các cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga. Một trong những nguồn tin cho biết, hai nước đã đạt được thỏa thuận sử dụng nguồn dự trữ này. Cũng theo Reuters, nước láng giềng Belarus đã đồng ý cung cấp lượng xăng dầu cần thiết cho Nga. Lĩnh vực xuất khẩu năng lượng vốn được coi là xương sống của kinh tế Nga Nga là nước xuất khẩu dòng nhiên liệu và là nhà cung cấp cho thị trường quốc tế, nhưng sự gián đoạn của các nhà máy lọc dầu đã buộc các công ty dầu mỏ của nước này phải nhập khẩu. Tính đến cuối tháng 3, các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái từ Ukraine đã khiến Nga sụt giảm khoảng 14% công suất lọc dầu. Ukraine đã tăng cường tấn công hơn chục nhà máy lọc dầu của Nga kể từ đầu tháng 1 năm 2024, bao gồm một số cơ sở lọc dầu máy lớn nhất ở nước này. Nhiều cuộc tấn công đã diễn ra cách biên giới Ukraine làm nổi bật khả năng hoạt động tầm xa ngày càng tăng của UAV từ Ukraine. Dù các quan chức Mỹ đã kêu gọi Ukraine dừng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào các nhà máy lọc dầu của Nga trong bối cảnh lo ngại về giá dầu toàn cầu và khả năng trả đũa. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng xác nhận phản ứng của Mỹ trước các cuộc không kích bằng UAV của Ukraine là không tích cực, nhưng các quan chức cấp cao Ukraine tuyên bố các cuộc tấn công bằng UAV bên trong lãnh thổ Nga có thể sẽ tiếp tục được tăng cường. Các cuộc tấn công kéo dài 3 tháng qua đã xác nhận rằng các cơ sở dầu mỏ của Nga không được bảo vệ đầy đủ. Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine có thể buộc Nga phải triển khai lại các hệ thống phòng không hiện có để bảo vệ các nhà máy lọc dầu. Điều này có khả năng tạo cơ hội cho Ukraine tấn công các mục tiêu có giá trị cao khác bên trong lãnh thổ Nga. Các chỉ huy quân sự Ukraine hy vọng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái có thể làm suy yếu năng lực chiến đấu của Nga quân đội Nga phụ thuộc rất nhiều vào các sản phẩm dầu mỏ đã tinh chế như xăng, dầu diesel và nhiên liệu máy bay phản lực. Việc giảm công suất lọc dầu của Nga có thể tác động đến nguồn cung cấp nhiên liệu quân sự về lâu dài, tạo ra những thách thức về hậu cần cho quân đội Nga và cản trở việc chuẩn bị cho một cuộc tấn công lớn mới trong năm 2024. Chiến lược của Ukraine cũng mang tính kinh tế và nhằm mục đích giảm doanh thu từ dầu mỏ của Nga. Theo Bộ Quốc phòng Anh, các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái đã làm gián đoạn ít nhất 10% công suất lọc dầu của Nga. Quá trình sửa chữa thiệt hại do các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái còn phức tạp hơn do các nhà máy lọc dầu của Nga phụ thuộc rất nhiều vào công nghệ của phương Tây. Với các lệnh trừng phạt hạn chế khả năng tiếp cận của Nga với các bộ phận và thiết bị quan trọng, việc nối lại hoạt động tại các nhà máy lọc dầu bị tấn công có thể sẽ là một quá trình tốn kém và mất thời gian tạp chí newsweek của mỹ đưa tin trong khi mối quan hệ ngày càng dạng nứt các doanh nghiệp nga hoạt động ở nước láng giềng kazakhstan đang gặp phải nhiều trở ngại ông nikolai dunaev phó chủ tịch opora rossi tổ chức phi chính phủ của doanh nghiệp vừa và nhỏ ở nga nói với hãng tin investia của nga rằng các khoản thanh toán của nga cho kazakhstan đang phải đối mặt với sự chậm trễ ngày càng tăng vì các ngân hàng địa phương của kazakhstan lo ngại bị nhắm mục tiêu thứ cấp khi giao dịch với moscow newsweek cho biết sau quyết định của Tổng thống Mỹ Joe Biden tháng 12 năm ngoái, cho phép Bộ Tài chính Mỹ áp dụng các biện pháp trừng phạt thứ cấp đối với những hợp tác với các thực thể Nga, các ngân hàng nước ngoài ở một số quốc gia đã trở nên do dự hơn trong việc hợp tác. Kazakhstan được cho là một trong những đồng minh đáng tin cậy nhất của Nga trong khu vực. Trong đó, Astana hợp tác mạnh mẽ hơn với Moscow sau khi lực lượng an ninh Nga giúp dập tắt một cuộc nổi dậy chống lại chính phủ cầm quyền của nước này vào đầu năm 2022. Tuy nhiên, Kazakhstan đã nhiều lần bỏ phiếu trắng thay vì bỏ phiếu chống tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc nhằm chống lại kế hoạch quân sự của Nga ở Ukraine. Nước này cũng đã từ chối công nhận Moscow sáp nhập bốn khu vực ở Ukraine hiện do Nga kiểm soát một phần. Một quan chức chính phủ cấp cao nói rằng Tổng thống Kazakhstan kassym Jomart Tokayev đang đánh giá lại mối quan hệ song phương với Moscow. Trong khi đó, nước này đang hướng về phía phương Tây để có thêm sự hợp tác kinh tế với Liên minh châu Âu, EU. Newsweek cũng tiết lộ ý kiến của nhà lập pháp Nga Andrei Guruliop cho rằng thái độ không khoan nhượng của Kazakhstan có thể sẽ khiến nước này gặp phải hành động đối nghịch từ Nga. Nhà phân tích chính trị Nga Dmitry Drobnitsky đã từng nói rằng Kazakhstan có thể là mối đe dọa đối với quốc gia này. Tuy nhiên, Newsweek đánh giá Kazakhstan chưa hẳn tách rời khỏi Moscow. Quốc gia này vẫn là nhân tố quan trọng hỗ trợ Nga trước các lệnh trừng phạt của phương Tây, đặc biệt trong mảng công nghệ trang bị cho các loại vũ khí tiên tiến. Chuyên gia Kate Malinson từ tổ chức nghiên cứu Chatham House bình luận Kazakhstan cam kết duy trì các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Nga. Nhưng cứ sau mỗi chuyến thăm của các bộ trưởng Kazakhstan tới Washington để thảo luận về các lệnh trừng phạt, lại có một chuyến thăm khác tới Nga để cam kết tiếp tục giữ mối quan hệ với Moscow. Hồi đầu tháng 1, theo hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Kazakhstan Kasim Jomart Tokayev đã mô tả Nga là đối tác và đồng minh chính của Kazakhstan, bất chấp những nỗ lực của phương Tây gần đây nhằm tách Kazakhstan khỏi Nga. Ông Tokayev lưu ý, không một vấn đề thế giới nào có thể được giải quyết nếu không có sự tham gia của Nga. Ý kiến của Nga được toàn thế giới xem xét. Không có sự tham gia của nước này, không một vấn đề thế giới nào có thể được giải quyết. Và đây là sự thật. Theo ông Tokayev, 2024 sẽ là một năm mang tính bước ngoặt, không chỉ đối với Nga, mà còn đối với các quốc gia khác sẽ tổ chức bầu cử như Mỹ, Anh, Ấn Độ và Azerbaijan. Tuyên bố của ông Tokayev được đưa ra sau khi Kazakhstan đảm nhận chức chủ tịch luân phiên của Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể CSTO do Nga đứng đầu. Liên quan đến diễn biến xung đột ở Trung Đông, chúng tôi xin gửi đến quý vị những cập nhật mới nhất tiếp theo sau đây. Trong một cuộc phỏng vấn, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nói rằng cách tiếp cận của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đối với xung đột ở Gaza là một sai lầm. Tổng thống Biden nói, tôi nghĩ những gì ông ấy đang làm là một sai lầm. Tôi không đồng ý với cách tiếp cận của ông ấy Đồng thời ông Biden cũng đưa ra những chỉ trích sâu hơn về cách xử lý cuộc xung đột của Israel. Ông Biden trước đây cũng từng gọi các vụ ném bom của Israel ở Gaza là bừa bãi và các hành động quân sự của nước này là quá mức. Đồng thời nhấn mạnh điều tôi kêu gọi là Israel ngừng bắn trong 6 đến 8 tuần tới cho phép mọi người ở Gaza tiếp cận thực phẩm và thuốc men căng thẳng giữa Tổng thống Mỹ và Thủ tướng Israel đã âm ỉ trong những tháng qua trong bối cảnh cuộc tấn công quân sự của Israel vào Gaza đã trở thành chủ đề bị quốc tế chỉ trích ngày càng nhiều và Tổng thống Biden phải đối mặt với sự chỉ trích từ các nhà hoạt động và một số nghị sĩ dân chủ về cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Gaza. Hàng nghìn cử tri trong các cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Dân Chủ đã bỏ phiếu không cam kết nhằm phản đối cách Tổng thống Biden xử lý cuộc khủng hoảng ở Gaza. Tuần trước, nhà trắng cho biết ông Biden cũng đã cảnh báo sẽ đưa ra điều kiện về sự hỗ trợ của Mỹ nhằm buộc Israel thực hiện các bước cụ thể để bảo vệ nhân viên cứu trợ và dân thường. Sau cuộc điện đàm giữa tổng thống Biden và thủ tướng Israel, nhà trắng cho rằng Israel cần thực hiện một số bước cụ thể nhằm hạn chế tổn thất cho người dân và đảm bảo sự an toàn cho các nhân viên nhân đạo. Nhà trắng cũng nhấn mạnh rằng chính sách của Mỹ đối với Gaza sẽ được xác định bởi đánh giá về hành động của Israel đối với các bước đó. Israel sau đó đã mở thêm các cửa khẩu để tạo điều kiện đưa viện trợ nhân đạo vào Gaza, nơi đang có hàng nghìn người Palestine không được tiếp cận đầy đủ nước, thực phẩm và thuốc men. Liên quan đến vấn đề viện trợ, đài truyền hình TRT của Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin, nước này đã chuyển khoảng 40.000 tấn viện trợ nhân đạo cho giải Gaza và họ đang có kế hoạch gửi một chuyến hàng viện trợ khác trong tháng tư này. Theo TRT, hàng viện trợ đã được vận chuyển đến Gaza thông qua 13 máy bay và 8 tàu phối hợp với Tổ chức Trăng lưới Liềm Đỏ Thổ Nhĩ Kỳ, Cơ quan Quản lý Thảm họa và Tình trạng Khẩn cấp cũng như một số tổ chức phi chính phủ. Ngoài ra, một tàu viện trợ 3.000 tấn dự kiến ra khơi ngay sau lễ truyền thống A-Anfit của người Hồi giáo. Quá trình bốc hàng lên con tàu này vốn chở hàng viện trợ khẩn cấp bao gồm thực phẩm, quần áo, sản phẩm vệ sinh, đồ dùng trẻ em và vật tư y tế đang diễn ra tại cảng Messin phía nam Thổ Nhĩ Kỳ. Hãng thông tấn nhà nước Petra của Jordani cũng cho biết nước này đã gửi 105 xe tải cung cấp thực phẩm tới giải Gaza. Đây là đoàn xe viện trợ trên bộ lớn nhất của Jordani kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột tại Gaza. Petra cho biết đoàn xe viện trợ được cử đi với sự phối hợp giữa quân đội Jordani và tổ chức từ thiện Hashemite Jordani. Tổng thư ký tổ chức từ thiện Jordani Hashemite, ông Hussein Ansibli nói, Hàng viện trợ bao gồm các nguồn cung cấp thực phẩm thiết yếu như gạo và bột mì đã được chuẩn bị và bắt đầu gửi đến những người anh em của chúng tôi ở giải Gaza để đến trước lễ Eid al-Fitr. Al-Sibli lưu ý rằng Giordani đặt mục tiêu tăng gấp đôi số viện trợ được gửi qua cửa khẩu Kerem Salom và tiếp cận số lượng dân thường lớn nhất có thể ở Gaza. Trong khi đó, Thủ tướng Iraq Mohammed Shia al-Sudani đã tuyên bố nước này sẽ gửi 10 triệu lít nhiên liệu tới giải Gaza để hỗ trợ người dân Palestine trong tuyên bố ông al sudani khẳng định iraq cũng nhất trí tiếp nhận những người palestine bị thương ở giải gaza để điều trị y tế tại các bệnh viện công và tư của nước này việc thiếu nhiên liệu đã làm tê liệt hoạt động tại các bệnh viện hệ thống cấp nước hoạt động của các lò bánh mì cũng như công tác cứu trợ trên giải đất của người palestine cùng thời điểm người đứng đầu cơ quan thông tin nhà nước ai cập ses dia raswan cũng đã cho biết nước này đã tăng số lượng xe tải viện trợ nhân đạo vào giải gaza thông qua cửa khẩu biên giới rafah lên ít nhất 300 chiếc mỗi ngày. Một quan chức an ninh phương Tây tiết lộ Israel dự định tấn công vào các cơ sở hạt nhân của Iran nếu Tehran trả đũa Tel Aviv vì vụ không kích đại sứ quán Iran ở thủ đô Damascus của Syria. Vụ đánh bom tình nghi do các máy bay chiến đấu của Israel tiến hành hồi đầu tháng này đã khiến bảy cố vấn quân sự của Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran IRGC bao gồm cả chuẩn tướng Mohammad Reza Zahedi, chỉ huy lực lượng QAS tình nguyện có mặt ở Đại sứ quán Iran tại Damas, lúc đó thiệt mạng. Lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei đã thề sẽ trả đũa Israel. Báo điện tử Elab News bằng tiếng Ả Rập có trụ sở ở Anh trích dẫn lời quan chức phương Tây ẩn danh cho biết Israel đã và đang huấn luyện các phi công tấn công vào những địa điểm nhạy cảm ở Iran có thể liên quan đến chương trình hạt nhân của quốc gia Hồi giáo này. Elab News cũng cho đăng tải một danh sách các mục tiêu Iran mà Tel Aviv có thể nhắm tới, từ lò phản ứng nước năng Arak và nhà máy điện hạt nhân Bushe đến mỏ Uranium Gachin và cơ sở làm dầu Uranium Natanz. Tờ báo cũng lưu ý một vụ tập kích của quân Israel vào bất kỳ nơi nào trong số đó sẽ đánh dấu sự gia tăng chưa từng có trong xung đột ở Trung Đông nguồn tin an ninh phương tây quả quyết mỹ sẽ tiếp tục ủng hộ israel và cung cấp cho nước này tất cả sự hỗ trợ vũ khí và thiết bị cần thiết cho sứ mệnh này người này nói thêm tổng thống mỹ joe biden đã đảm bảo với thủ tướng israel benjamin netanyahu về việc washington sẽ sát cánh bên tel aviv trong mọi trường hợp mặc dù israel đang trong tình trạng cảnh giác cao độ kể từ sau vụ tấn công nhưng iran đến nay vẫn chưa đưa ra phản ứng iran đã tuyên bố rằng phản ứng của họ đối với cuộc tấn công sẽ mạnh mẽ Nhà lãnh đạo Iran Ayatollah Seyyed Ali Khamenei cảnh báo rằng Israel sẽ bị trừng phạt bởi những người Iran dũng cảm. Thông điệp trên đã làm gia tăng sự lo lắng trong xã hội Trung Đông vốn đã bất ổn. Tại Israel, người dân ở cảng Haifa đang đổ xô về nơi trú ẩn vì lo sợ có thể bị Iran tấn công. Truyền hình Israel đưa tin về tình trạng hỗn loạn cho biết người dân đang hoảng loạn và gom đồ tại các siêu thị để chuẩn bị cho một cuộc giao tranh tiềm tàng với Iran. Người phát ngôn quân đội Israel Daniel Hagari nói với mọi người rằng họ không cần phải mua máy phát điện, dự trữ thực phẩm và rút tiền từ máy ATM, nhưng cũng không thể làm dịu được tình hình. Các quan chức Israel cũng đang trong trạng thái cảnh giác cao. Theo tờ Jerusalem, Israel đã đóng cửa 28 đại sứ quán và lãnh sự quán của nước này trên khắp thế giới, bao gồm cả các đại sứ quán và lãnh sự quán ở Azerbaijan, Bahrain, Ai Cập, Jordani, Maroc và Turkmenistan theo bình luận của tờ Jerusalem Post, kinh ngạc là từ duy nhất thích hợp cho quyết định rút quân khỏi Khan Yunis ở phía nam Gaza của Israel. Một số quan chức chính trị và quốc phòng đã cố gắng giải thích về quyết định này, coi việc rút quân là một phần trong quá trình chuẩn bị tiến hành hoạt động tiến vào Rafah. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant thông báo rằng các lực lượng Israel đã rời giải Gaza và đang chuẩn bị cho các nhiệm vụ trong tương lai tới Rafah. Trong 2 tháng qua, Việc lực lượng phòng vệ Israel IDF duy trì các đơn vị của họ ở Khan Yunis là nhằm bóp nghẹt Hamas và gia tăng áp lực đến mức phải đồng ý một thỏa thuận thả con tin. Nhưng việc rút lực lượng khỏi Khan Yunis là sự kết thúc chiến lược này và là một sự thừa nhận nhượng bộ. Mặc dù vậy, điều này không có nghĩa là các con tin sẽ không được giải phóng. IDF đã đánh bại Hamas ở cả phía bắc và phía nam Gaza, phá hủy phần lớn mạng lưới đường hầm của tổ chức này và tiêu diệt nhiều chỉ huy cấp cao của nhóm việc rút khỏi khan yunis lúc này không phủ nhận những thành tiệu to lớn đó vốn khiến hamas suy giảm lớn về năng lực quân sự nhưng giờ đây israel sẽ cần một chiến lược mới hoặc có những nhượng bộ lớn hơn với hamas để giải thoát nhiều con tin hơn bao gồm cả việc mở cửa cho phía bắc khu vực này hơn nữa nếu idf không có sự hiện diện ở khan yunis một lượng lớn dân thường palestine có thể tự nguyện rời rafah và quay trở lại đó mà không cần phải sơ tán chính thức Điều này có thể làm giảm bớt những lo ngại của Mỹ về việc liệu Israel có thể sơ tán thành công 1,4 triệu thường dân Palestine hay không. Hành động mới nhất của IDF diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden có cuộc điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Trong vòng vài giờ sau cuộc điện đàm, Thủ tướng Netanyahu đã cho phép mở cửa khẩu Erez Crossing giữa Israel và Gaza để chuyển viện trợ nhân đạo, nơi chưa từng được mở lại sau khi Hamas tấn công vào miền nam Israel hồi năm ngoái ông Netanyahu cũng đã mở cảng Ashdod để chuyển hàng viện trợ nhân đạo, một hành động khác mà nhà lãnh đạo Israel từng tuyên bố sẽ không bao giờ thực hiện. Có thể lập luận rằng nguyên nhân quan trọng dẫn đến sự thay đổi căn bản trên là do áp lực từ Mỹ, và sự thay đổi đó là thừa nhận rằng chiến lược cũ trong nhiều tháng đã thất bại. Bên cạnh đó, còn có nguồn tin bên ngoài cho rằng đây là một phần của thỏa thuận bí mật, không chính thức, kiểu khủng hoảng tên lửa Cuba. Trong đó, nếu IDF rút khỏi phía nam Gaza, Hamas sẽ có thể sẽ nhận bộ IDF về con tin và ở phía Bắc Gaza. Câu hỏi lớn hiện nay là liệu sự thay đổi này có đủ để duy trì sự ủng hộ của Mỹ đối với việc tấn công Rafah hay liệu Mỹ có thể đã buộc Israel phải đạt được thỏa thuận con tin hay không, ngay cả khi điều đó có khả năng làm suy yếu việc đánh bại Hamas. Theo logic này, Mỹ đã ủng hộ Israel trong gần 6 tháng bất chấp việc 33.000 người Palestine đã thiệt mạng, nhưng cuối cùng đã đạt đến điểm đột phá. Trong khi tìm câu trả lời cho các vấn đề trên, Hamas ít nhất sẽ có thể khôi phục một số quyền quản lý của mình ở phía nam Gaza. Đơn giản vì Israel chưa bao giờ quyết định cho phép bất kỳ ai khác vào tiếp quản. Đồng quan điểm trên, Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISV có trụ sở tại Mỹ nhận định rằng Hamas và các lực lượng dân quân Palestine khác có thể sẽ tận dụng việc Israel rút quân để khẳng định lại quyền cai trị của Hamas xung quanh Khan Yunis. Trong khi đó, các nguồn tin giấu tên của Israel tuyên bố rằng việc IDF rút khỏi phía nam giải Gaza sẽ cho phép những người Palestine di rời ở Rafah di cư đến các khu vực của Khan Yunis và trung tâm giải Gaza. Việc người Palestine di cư từ Rafah đến các khu vực khác của giải Gaza sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho chiến dịch làm sạch của Israel ở Rafah. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình Điểm nóng thế giới trên kênh của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!